trực tiếp Uruguay với Peru. Trận tứ kết cuối cùng của Copa America 2019, Uruguay dù được đánh giá cao hơn nhưng không thể chủ quan trước đối thủ Peru. Cập nhật đội hình ra quân, thông tin bên lề trận đấu, link trực tiếp được cập nhật ở phần mô tả video. Nhận định chung, đội tuyển Uruguay đã thi đấu rất thành công tại vòng bảng Copa America 2019, rơi vào một bảng đấu được đánh giá là tương đối khó khăn với sự góp mặt của đương kim vô địch Chile, Nhật Bản và Ecuador, nhưng Suarez và đồng đội đã xuất sắc có được ngôi đầu bảng với thành tích 2 thắng 1 hòa. Với thành tích ấn tượng đó, đội tuyển Uruguay thoát được đội bóng rất mạnh Colombia để chỉ phải đối mặt với Peru ở vòng tứ kết. Đối thủ của Uruguay, Peru đã khởi đầu khá tốt với 4 điểm sau 2 trận đầu tiên. Tuy nhiên thất bại tới 0-5 trước Brazil ở trận đấu cuối cùng khiến họ chỉ có thể vào tứ kết nhờ suất của đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Xét về bề dày thành tích, lực lượng lẫn phong độ, Uruguay đều vượt trội so với đối thủ. Tuy nhiên không phải vì thế mà họ có thể chủ quan, bởi Peru hoàn toàn có đủ khả năng để tạo nên bất ngờ.